Dạ vâng, chào toàn thể các bác làm thợ bẫy chim đêm. Thì chiều hôm qua em có chút công việc thì không mang đài ra bật được. Thì lay ra bật sớm thì bây giờ nó đang mưa phùn, chim đi rất là nhiều. Đấy, đây được một con cò này. Ở lay chắc phải được tầm chục con các bác. Đấy, đánh được nhiều lắm. Mấy mặt lưới đây, lay thì em chuyển xuống kịch bên dưới đây. Bởi vì cái đàn đánh bàn đánh ngói này đánh ở khu vực trên đây. Để chuyển lưới xuống. Đấy thì ở lại có thấy đàn rẽ tầm khoảng 30 rồi các bạn. Đây bay đâm xuống dưới kia rồi. Đây được cánh này được 2 con. Cánh này được 2 con này. 2 con thì đổ mất lưới rồi. Tí phải cắm lại. Bây giờ gió to quá các bạn. Gió to này thì đánh nó cũng không được hiệu quả đâu. Đấy, chim ngoái đậu ngay trên bờ dây điện này. Cái ngoái đầu đánh thì nó hơi khôn. Đây chim đây. Chim này bên cánh này được mấy con này? Đây, một con. Dưới kia được một con nữa. Cái này được mấy con nữa? Nhiều lắm các bạn. Đâm tuyển giữa loa. Mấy con đâm giữa loa. Cái chim này. Khu vực cánh dưới đây thì được thêm 1-2 rẽ như mấy cò này. Cò này thì đây các bạn này. Rẽ đây. Đâm giữa loa luôn nhé. Đây. Đây còn nữa này. Đấy, đâm sát mặt lưới luôn. Đây được ổn ổn rồi các bạn. Ok. Bây giờ thì mưa quá thì em cất cái chỗ âm lì đi nhé. Đây chắc được tầm khoảng 15 rẽ rồi các bạn. Đấy, đánh chập choạng buổi sáng này thì cũng được nhiều. Đấy, chim đóng kín mặt lưới bên kia kìa. Đấy. Có mấy đàn to quá đi qua nhưng mà đánh nó lại bị lệch hướng, nó chút lên cánh đồng trên kia nó ăn rồi các bạn. Đấy, nó đánh nó ăn ở tít góc đồng kia, chiều đánh khả năng là sẽ xuống sẽ chết. Chuyển xuống đây đánh thì thế nó không đẹp như ở ruộng trên các bác nhé. Đấy, đánh đây thì nó cứ đâm tạt qua tạt tạ thì được thôi. Nhưng còn nó ít bờ xuống, nó theo tiếng rồi đâm thôi. Cánh này được 3 con. Đây một con. Đây trên kia cậu em này đang gỡ ở khu vực trên kia. Đang gỡ trên này. Đấy, rẽ bắt đầu đi mạnh rồi nha các bác nhá. Lại đi đặt lửa rồi đấy. Đấy. Các bác nào mà có đồ đòn ngon thì chuẩn bị chiến đấu rồi. Không thì lại nhỡ mất cái nhịp này. Chiều nay bắt đầu là ra là mạnh lắm này. Bởi vì lúc ấy 7 giờ, 7 rưỡi vẫn thấy nó đi. Những cái tốp đồng lắm. Cắm được 2 tốp xuống dưới đồng rồi. Chiều bảo đánh bật lên là chết. Đấy, loa em đặt ở đây thì nó đâm tuyền vào gần loa này. Các bác có thể thấy tiếng hôm nay đánh thì ok. Con này tắn lưới. Đấy, loa đánh đây thì nó đâm hết vào khu vực dưới tròm dưới này. Đấy, đánh con rẽ này thì cũng đơn giản thôi các bạn. Đấy, chuẩn bị vài tay lưới, bật tiếng lên, bật loa lên, làm đôi check kèn nữa là đánh được thôi. Đấy, bác nào mà xem được cái video này đấy, muốn chưa sắm cho mình được một cái bộ đồ đánh rẽ, hoặc là thích đánh vui, đánh giải trí, hoặc là đánh kinh tế, liên hệ cho em nhé. Em sẽ tư vấn cho các bác là nên dùng cái đồ nào cho nó đánh cho nó hiệu quả. Cái thứ hai nữa là đánh được nhiều chim hơn. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở buổi chiều ngày hôm nay.